cho tất cả anh em. Nói đến một tác phẩm cổ thì Châu Mò Sai sẽ chia sẻ với anh em bộ ba cây xanh cổ. Những cái cây xanh mà cái người sở hữu thì người ta phải là những người có ảnh hưởng như nào với sở hữu những tác phẩm như này. Thì đặc biệt là hôm nay là Châu Mò Sai sẽ chia sẻ tới anh em đam mê cây cảnh gần xa để biết được những tác phẩm như này. Đây là tác phẩm một dãy này luôn của anh Thành Vàng. Anh Thành Vàng đây. Số điện thoại 0961752222. Số điện thoại nó đã khách khác anh em rồi anh em ạ. Không là số 1 thì này phải là số 2 nhé. Thì đấy là nói vui cho anh em chiêm ngưỡng đây này. Thì từ những cái cách mà làm bông, cách mà phối của một cái cây xanh cổ thì chắc là anh em sẽ chiêm ngưỡng kỹ này. Đó. Phải những người đam mê hiểu được giá trị đích thực của nó, đã siêu tầm về và cũng đã tu luyện mà cắt cho nó, đưa vào nó cái chậu. Anh em chiêm ngưỡng lại đi những tác phẩm như này. Chân bệ nhá, từ chân bệ này nó đã khác rồi. Anh Thành là một trong những người rất kỹ mà là đang có cái chức vụ cũng rất quan trọng là chủ tịch hội nghệ nhân của tỉnh Ninh Bình. Đang là một người giữ nhịp rất tốt trong công tác phát triển cây cảnh của khu vực miền Bắc này. Chào Đăng. Đây, ngắm này. Của chú Thành, chú Thành Vàng ngoài Ninh Bình, đây bộ này, một dãy luôn anh ạ. Vàng anh chìm ngưỡng đi. Rất đẹp. Đã kiên đưa cái súng xuống đầu kia rồi. Đây nha. Với những người đam mê thì người ta nghe thấy những tác phẩm của anh Thành thì cũng đã, dù là công việc đang bận rộn nhưng mà vẫn phải về chiêm ngưỡng anh không? Quả gớm mặt. Đấy, nghe tin tác phẩm của những anh Thành vào là đã phải liên lạc cùng chúng tôi và cũng đã đi xe đạp 50-60 cây số để đến đây chiêm ngưỡng. Đang là bận bịu. Công việc thì đang là bận. Nghe thấy là phải dừng. Đây anh ơi. Đây này. Đây này, những cây như này thì anh nghiêm nào. Không dám ăn trưa. Ăn trưa thì ta tạm gác sang một bên. Đã về rồi, dù dịt quá đúng không? Quá dù dịt. Ok. Cái chậu nó đã ý nghĩa rồi đúng không? Vâng. Anh đánh giá sao cây này anh nghe anh tí? Quả não nhiều nhờ. Vâng. Thì người ta là người, chơi cây mà là yêu cây, đam mê cây. Đấy. Cái số điện thoại anh có thấy khác biệt không? Từ quý 2. Tôi nói rồi, tôi nãy tôi đầu cái điện thoại bảo không số 1 là số 2. 0961752222222. Rồi, từ quý 2 đấy không ạ? Vẫn đúng không? Anh Tí đấy là đêm qua đã nghe thông tin là cũng không thế là chính là hai vợ chồng đi, nhưng mà hôm nay là do là đang tranh thủ đi làm là đã phải đến tận mắt chiêm ngưỡng. Đặc biệt là anh Thành có mang vào một cái ruối đúng không? Rất là cổ. Cái ruối thì tí nữa chúng ta sẽ quay riêng. Chiều nay mới đưa vợ đi xem. À rồi. Đấy. Vậy là bà xã đã chưa xuống đi xem à? Chưa. Đấy, quay gần xe kỹ cho anh em chiêm ngưỡng lại. Anh Tí có mang cái nào về đây không? Mai Tí à? Đấy, trời ơi. Cả khu này cây sông đẳng cấp nữa đúng không? Cái ăn quả đúng không? Nó mới xanh này thì sao nó đủ đỏ rồi. Ok anh em ạ, anh Tí đang là đam mê mà cũng đã nói ra rồi. Quay đôi khi là nó phải xa xa tí để cho anh em còn có cái tính cái tò mò anh Tí đúng không? Rụt rịt quá, bồng tán nè. Bồng tán nè, em nói quá rụt rịt nhỉ. Có nó vài trăm triệu sở hữu được. Ngoài xứng đáng luôn. Nên ảnh đẹp. Anh nhìn ảnh như thế. Ảnh đẹp hơn ở ngoài nhiều. Cái chậu ở ngoài nó nhìn ngoài nhìn nó gầm gú hơn. Anh như chỉ đánh giá một cái bằng, nào phần nào đó thôi. Chậu đẹp nhỉ. Từ cái ngọn đấy, cái ngọn nào cũng là gọi là cổ. Chậu này, mà có đơn đẹp bỏ xuống này. Ôi dồi ôi, một cái đơn mà cái chậu này đang hàng tiền chục lên, không biết chục bao nhiêu chứ còn thực ra là đơn
thì đây đơn mà giờ bỏ vào đấy thì con mà nó xanh anh bỏ một cái vệ đầy như thế. Đơn đấy mà nó cũng đơn tuyệt để mà bỏ vào đấy mà. Thì song thụ này không ngon à. Đây này hôm qua ông cũng mua ba cái này này. Đấy. Đấy giao dịch luôn rồi đấy. Ba cái này cũng về tay chủ nhân bên cạnh rồi đấy. Giao dịch xong rồi. Hôm qua mua bộ ba này rồi. Rất nhiều cuộc giao dịch mà các anh cứ ở nhà này gọi là này. Có thời gian đâu rồi, ngày đang là đi tối là ngày ấy đâu rồi ghé ngắm tí à. Kiến bọn nó đưa cây sục xuống vâng nâu nóng không bán này à, chưa được nhìn từ ngày bán đến giờ là chưa được nhìn đúng không, chưa được nhìn. Để cho anh tí anh đi dẫn chung một xe lại là đây chủ nhân cũ của cây sung mà có giá $1,000. À, $1,000 ở đây là chúng tôi nói sao vì đã có những người giả cái sung là hơn $3,000 rồi mà anh chưa cho ra nhá. Nói ra thì anh em bảo bốc phét nhưng mà thực ra là có những người người ta sẵn sàng người ta bỏ cái số tiền ra đấy. Mặc dù anh tí là chủ nhân đã bán là 22 triệu tôi thời điểm đó đây. Này, đây là một tác phẩm mà sung mà anh tí cũng đã cấy từ nhỏ mà đặc biệt là cái dòng sung này thì ở Nga Sơn là rất là hiếm. Nói để tuyệt chủng thì anh em tôi không phải nhưng mà quả sung là sung bánh xe. Quả sung như này làm quả gì sung. Mà có quả sung cây mà quả như này được. Sung lép đấy nha, do mùa này là vậy thôi. Còn quả sung đây, quả sung xanh này nó cứ dẹp như này này. Nó cứ mỏng panh này. Đây, cái mùa này nó bị táp đây. Nó với như anh là tưởng sung kẻ nhưng mà nó là sung lép. Nó là sung lép đấy. Hồi sáp là mấy cái quả chín đây này nhìn này. Rồi. Đây là chủ nhân nhá, chủ nhân nhá, của tác phẩm sung này cũng đã... đấy. Ra phần này mấy quả rụng này về nó làm giống. Lại về mất giống rồi, mất bán rồi. Cây mất giống. Cây mất giống rồi. À. Không đúng là cái giống thằng này hiếm hẳn. Rồi. Tiếp tục đi. Hiếm hẳn. Nhưng mà nó có lấy giống vậy về nó có còn giống đấy không? Vẫn giống nó như... À rồi. Chắc là lấy về gieo thì nó vẫn có ok gieo thôi. Đây là anh Tín nói là rất nhiều cây trong vườn, trong chẳng cây nào giống cây nào. Cây nào. Đặc biệt là có một cái cây này nó đột biến gen như thế là quả nó dẹp này. Thì cái dòng này thì tôi hỏi kỹ lại rồi, một số chuyên gia đánh giá là cái quả này là nó không phải ở cái đất này. Đúng là thì tao mà hơi nhiều đấy mà không quả nào mà nó lên. Không quả nào nó lại dẹp như này rồi. Dẹp mà quả nó dẹp lên bóng như thế nào. Ok. Quay sang tác phẩm tiền tỷ của anh Thành này mà. Anh Thành mang về nhé. Không còn từ nào nói rồi. Không còn cái gì mà nói chấm hết rồi. Đang mắc dạp nên là hơi ngược sáng đi. Núi này chấm hết rồi. Đã chấm rồi còn hết đúng không? Chấm hết rồi. Tay nào nó mỏng luôn. Mỏng tanh phải nó đều. Đều rầm rầm. Đều rầm. Núi này chả có gì mà phải nói. Dạ. Thấy không? Vẫn tư quý 2 đúng không? Anh tí nói là không một thì nó là phải là 2 rồi. Với những cây như này. Chúng tôi sai cũng xin dừng video ở đây nhé. Để tiếp tục sang một video tiếp theo, anh em hãy chờ đón xem và đừng quên nút đăng ký và nút chuông để ủng hộ chúng tôi sai. Xin thân ái chào tạm biệt anh em. Nghe này. Ai? Bà nào? À rồi. Rồi nhá. Đấy, có đang quay thì có cuộc điện thoại, cũng phải dừng video thôi. Để tiếp tục chuyển sang một video tiếp theo cho nó đỡ gián đoạn. Anh em chờ xem video sau nhé. Đây, có những tác phẩm đằng sau mà tôi muốn truyền tải tới anh em.
những tác phẩm của thủ đô Hà Nội cũng đã gửi về thân yêu. Đấy nhá. À, rất xa xôi nhưng người ta cũng rất đam mê.